xin kính chào và cảm ơn quý vị và các đồng chí đang ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi nội dung chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này trong chuyên mục hôm nay sau phần tin như thường lệ là phóng sự ghi nhận về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của bộ chỉ huy quân sự tỉnh thời gian qua sau đây là nội dung chi tiết Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện xây dựng chính quy quản lý kỷ luật quý 1 năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó Tham mưu trưởng quân khu, các cơ quan chức năng quân khu 1. Trong quý 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt tốt các nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu 1, bảo đảm quân số vũ khí trang bị thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, tuyển chọn và bàn giao tân binh, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, tổ chức huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian quân số tham gia huấn luyện cao, các đơn vị tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị cho các đơn vị, tăng cường hiệu quả công tác quản lý và điều hành huấn luyện, củng cố tu sửa thao trường bãi tập, vật chất, mô hình, trang thiết bị huấn luyện, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác Đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2023 tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và các đơn vị phân đội trực thuộc trên địa bàn tỉnh đoàn kiểm tra hệ thống kế hoạch văn kiện nghị quyết quy chế sổ sách nền nếp chế độ hoạt động công tác đảng công tác chính trị việc học tập các chỉ thị nghị quyết công tác giáo dục chính trị giáo dục pháp luật thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng chế độ nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đảng việc quán triệt nghị quyết chương trình hành động lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng với đó đoàn kiểm tra số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, quản lý, đăng ký hồ sơ cán bộ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy trình xét duyệt, kết quả thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định, thông tư, quyết định của chính phủ, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Qua kiểm tra cho thấy, 3 tháng đầu năm 2023 các cấp ủy chỉ huy trong lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của các cấp trong thực hiện hoạt động công tác đảng công tác chính trị chủ động đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt hoạt động công tác đảng công tác chính trị tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục định hướng tư tưởng giữ vững bản lĩnh chính trị yên tâm công tác triển khai tốt phong trào thi đua quyết thắng và các hoạt động thi đua yêu nước xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu thực hiện tốt công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên làm tốt công tác dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện chặt chẽ bảo đảm an toàn về chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác chính sách quân đội hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết luận cuộc kiểm tra, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã duy trì có nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trong đó công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác thi đua khen thưởng được duy trì có nền nếp. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng chấp hành pháp luật kỷ luật của quân nhân phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên xây dựng củng cố đoàn kết trong đơn vị tiếp tục duy trì có nền nếp hoạt động công tác đảng công tác chính trị góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tháng đầu năm 2023 tại tiểu đoàn 5 trung đoàn 852, ban chỉ huy quân sự huyện Trùng Khánh, ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Hòa. Tại các đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra về tổ chức biên chế huấn luyện, công tác tham mưu tổ chức phương pháp huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và huấn luyện điểm về điều lệnh, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện trong đó tập trung kiểm tra các nội dung công tác tiếp nhận biên chế chiến sĩ mới chất lượng khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới nhận thức của cán bộ chiến sĩ về chương trình nội dung thời gian mức độ huấn luyện năm 2023 các quan điểm phương châm nguyên tắc mối kết hợp trong huấn luyện hệ thống văn kiện tiến trình biểu giao án bài giảng đăng ký thống kê huấn luyện kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu hệ thống biển bảng xây dựng chính quy nhà làm việc nhà ở cán bộ, công tác tuần tra, canh phòng của đơn vị. Đối với công tác hậu cần kỹ thuật kiểm tra nhận thức của cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ tiêu chuẩn hậu cần năm 2023, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho huấn luyện. Qua kiểm tra cho thấy, trong tháng đầu huấn luyện, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung chương trình, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế, yêu cầu cấp ủy chỉ huy đơn vị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện đúng phương châm, quan điểm, mối kết hợp trong huấn luyện, chủ động huấn luyện toàn diện các nội dung theo chương trình kế hoạch đề ra, sát yêu cầu nhiệm vụ, đạt chất lượng cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Trong tuần, Phòng Khoa học Quân sự Bộ Tham mưu Quân khu 1 vừa tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ chiến sĩ làm công tác khoa học quân sự và các cơ quan có liên quan của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh địa bàn quân khu. Trong 3 ngày học tập, lớp tập huấn được quán triệt một số nội dung về xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, thống nhất nội dung hồ sơ quy trình quản lý sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy cách phương pháp biên soạn tài liệu huấn luyện quy trình hồ sơ đăng ký đề tài khoa học hướng dẫn đánh giá tác động môi trường phân loại thu gom và xử lý chất thải tại nguồn quy trình nghiên cứu hoàn thành một đề tài công trình lịch sử quân sự tổng kết chiến tranh quy cách thể hiện một công trình lịch sử quân sự tổng kết chiến tranh đối tượng phương pháp cách thức nghiên cứu biên soạn một công trình lịch sử đảng bộ thông qua lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác ngành khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời kỳ mới. Đoàn cơ sở Trung đoàn 852 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Trung đoàn 852 xung kích sáng tạo xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới và sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 KLTVK 2 năm thực hiện nghị quyết 847 NQTUTVK. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến phát biểu đã bày tỏ tâm tư tình cảm, những thuận lợi khó khăn, thời gian, điều kiện công tác sinh hoạt, đồng thời đề xuất những biện pháp thiết thực trong công tác chỉ huy quản lý bộ đội, việc tổ chức tọa đàm giúp đảng ủy, chỉ huy trung đoàn nắm chắc thực trạng, đánh giá đúng tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và định hướng phát triển của đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ. Trên cơ sở đó, kịp thời có chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo sát đúng, phát huy cao trí tuệ tài năng sức trẻ củng cố niềm tin xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ thêm tâm huyết gắn bó với đơn vị. Qua triển khai thực hiện kết luận số 01 và nghị quyết số 847, toàn đoàn cơ sở đã có nhận thức và hành động đúng trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp, mệnh lệnh của người chỉ huy, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ đoàn kết quân dân tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, đoàn cơ sở trung đoàn 852 sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết luận 01 và nghị quyết 847 gắn với thực hiện chỉ thị số 01 CT QK. Ngày 1 tháng 1 năm 2023 của Tư lệnh Quân khu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn đoàn cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn, phát huy vai trò sung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên, vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị. Phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại hội nghị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tặng giấy khen cho một tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc. kính thưa quý vị và các đồng chí thời gian qua tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên trưởng thành về mọi mặt có mục tiêu lý tưởng bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định sung kích đột phá thực hiện tốt các phong trào hoạt động cách mạng qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị phần cuối chuyên mục hôm nay là phóng sự phản ánh các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong thời gian gần đây dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong thời gian qua đã phát huy cao độ vai trò sung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Hiện nay, cán bộ chiến sĩ trong độ tuổi thanh niên ở các cơ quan đơn vị chiếm gần 40% quân số của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với số lượng đoàn viên thanh niên chiếm khá đông nên việc tập hợp phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức đoàn thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua xuyên suốt giai đoạn năm 2022-2027 với chủ đề Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng, gen đức, luyện tài, sung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực như tiếp lửa truyền thống với các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội, địa phương đã thu hút được trên 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần giáo dục cho đoàn viên thanh niên khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong huấn luyện có phong trào thi đua, vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập phát huy truyền thống xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện điều đó được thể hiện rõ nét trong rèn luyện đạo đức tác phong lối sống của người đoàn viên quân nhân cách mạng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật quân đội và các chế độ quy định của đơn vị nhờ đó chất lượng công tác huấn luyện rèn luyện kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy của đoàn viên thanh niên các đơn vị được nâng lên quá trình học tập rèn luyện đội ngũ đoàn viên thanh niên luôn phát huy vai trò sung kích, sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật của đơn vị ngày càng được nâng lên. Tiêu biểu như đoàn cơ sở tiểu đoàn 5, trung đoàn 852, chi đoàn phòng chính trị, đoàn cơ sở phòng tham mưu. Là một đoàn viên thanh niên đang học tập, rèn luyện trong quân đội, bản thân tôi luôn xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức cống hiến góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với sức trẻ của mình, luôn mang tinh thần học hỏi, sáng tạo, đoàn kết, luôn có phẩm chất, đạo đức trong sáng, kỷ luật tự giác nghiêm minh, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, tham gia hưởng ứng xây dựng các hoạt động tình nguyện vị cộng đồng tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện. Xác định xây dựng đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Trong năm 2022, các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng cho 36 đoàn viên ưu tú, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các tổ chức đoàn được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Toàn tỉnh đã tổ chức được 13 hoạt động tuyên truyền, thu hút được 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, từ đó góp phần hình thành lối sống, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho mỗi quân nhân. Trên cơ sở phong trào thi đua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh rèn đức, luyện tài, sung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới – lực lượng Đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động sung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến tình hình đơn vị với nhiều hoạt động sáng tạo, cách làm mới phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng của Đoàn viên thanh niên tiêu biểu như các mô hình, câu lạc bộ thanh niên với văn hóa giao thông, ngôi nhà trăm đồng, tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, chi đoàn không hút thuốc lá quá trình thực hiện đạt kết quả tốt. 100% đoàn viên thanh niên đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên đã được đẩy mạnh gắn với các ngày truyền thống, nhân ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương được đẩy mạnh, đổi mới, sáng tạo và hướng về cơ sở. Trong thời gian vừa qua, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện được nhiều hoạt động như hoạt động tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch hành quân xanh, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện. Đấy, qua các hoạt động đã góp phần đẩy mạnh tập hợp đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò sung kích, sáng tạo. Công tác đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ tập trung vào tháng thanh niên mà duy trì đều đặn các tháng trong năm. Nổi bật là công tác phối kết hợp hoạt động tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa và câu lạc bộ tuổi trẻ bốn lực lượng được duy trì có nền nếp. Nội dung hình thức hoạt động phong phú, linh hoạt, Góp phần giáo dục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên về lý tưởng cách mạng, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó phong trào tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới được lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức đoàn, 100% các tổ chức đoàn cơ sở phát động thực hiện chiến dịch hè tình nguyện ngày chủ nhật xanh. Chỉ tính riêng năm 2022, các tổ chức đoàn đã ra quân tổ chức chương trình Hành quân xanh tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, vận chuyển vật liệu xây dựng 4 ngôi nhà mới cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với trên 1.500 ngày công. Tham gia cùng câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng, tặng 30 xuất quà và gần 200 bộ áo mưa cho gia đình chính sách, trẻ em vượt khó học giỏi trao kinh phí xây dựng ngôi nhà nhân ái cho các hộ gia đình trị giá 90 triệu đồng trên địa bàn xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm. Gia quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Kết quả đã trồng được trên 3.400 cây lấy gỗ và cây ăn quả, góp phần hiện thực hóa chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh. Với những thành tích trên, từ năm 2020 đến năm 2022, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự được tỉnh Đoàn Cao Bằng tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thông qua các cái hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, thấy rằng cấp ủy chỉ huy các cái cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã chỉ đạo kịp thời rồi củng cố kiện toàn các cái tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao rồi thường xuyên chủ động gặp gỡ đối thoại các đối với các đối tượng kịp thời giải quyết thấu đáo những kiến nghị nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên rồi là chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đoàn viên thanh niên rồi là tạo mọi điều kiện cũng như đảm bảo về kinh phí thời gian không gian môi trường thuận lợi nhất cho đoàn viên thanh niên hoạt động các cái tổ chức đoàn đã chủ động đổi mới về nội dung hình thức để thực hiện tốt cái phương châm là phối hợp chủ động sáng tạo sung kích quyết thắng hướng các hoạt động vào những vấn đề thực tiễn cơ sở đang cần và cán bộ đoàn viên thanh niên đang cần đang có nhu cầu tăng cường xây dựng các cái hoạt động các cái mô hình mới điển hình tiên tiến tạo sức loan lan tỏa trong các cơ quan đơn vị và các cái tổ chức đoàn đối với đội ngũ cán bộ đoàn là luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức trong sáng, phương pháp tác phong công tác khoa học có trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động, rồi là có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm đối với công tác đoàn cũng như phong trào thanh niên. Thực sự là trung tâm, lực lượng nòng cốt, sung kích để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Những kết quả đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh, tập trung hướng vào giải quyết những khâu yếu, việc khó, đồng thời ra sức cống hiến sức lực và trí tuệ, phân đấu vươn tới những đỉnh cao mới. Góp phần không nhỏ trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đây là động lực, hành trang để tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh, sung kích, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. nội dung phóng sự trên đây đã kết thúc chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này xin kính chào hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chuyên mục lần sau